Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Người Việt TV trong chương trình Điểm tin buổi sáng. Hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 7, 2023, chủ đề các tin sáng nay. Suýt chết vì chơi pháo, một ông người Việt ở Mỹ lại còn bị truy tố. Thượng đỉnh NATO kết thúc hôm nay, với Phần Lan và Thụy Điển vào NATO sẽ đem lại những gì? Các phụ tá tiết lộ chân tướng của vị Tổng thống Mỹ. Biden có thật sự buồn ngủ hay không? Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ không có lãnh đạo, lần đầu tiên xảy ra trong hơn thế kỷ. Công chức, viên chức nhà nước Cộng sản Việt Nam theo nhau bỏ việc vì lương không đủ sống. Cháu bé ở Quảng Trị mắc kẹt trong trụ bê tông làm móng cột điện. Và một buổi hòa nhạc dưới biển ở Florida của các nàng tiên cá. Thưa quý vị, mở đầu với tin liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt, một ông người Việt ở Mỹ suýt chết vì chơi pháo. Vâng, một người đàn ông bị trọng thương vì pháo nổ vào dịp lễ độc lập Hoa Kỳ vừa qua. Và nay thì là còn đối diện với tội tàng trữ pháo lậu. Tin vào cuối tuần qua ngày 9 tháng 7, nói là ông có tên Phát Trương, 40 tuổi, đã tổ chức một bữa tiệc ở trong khu xóm ở Yarmouth, tiểu bang Massachusetts vào hôm 4 tháng 7 và đã đốt pháo trong sân nhà. Khi pháo nổ thì ông Phát bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện, có thể phải cưa tay và chân. Đây là theo lời người hàng xóm. Và khi cảnh sát điều tra thì phát giác là ông Phát có tàng trữ pháo trái phép và ông bị kết tội như vậy. Thưa quý vị, luật của tiểu bang Massachusetts cấm người không có giấy phép sở hữu, sử dụng hoặc là buôn bán pháo, ngay cả khi mà pháo được mua một cách chính thức từ một tiểu bang khác. Và theo Ủy ban chuyên trách an toàn sản phẩm người tiêu thụ thì mỗi năm tại Hoa Kỳ có khoảng 10.000 vụ thương tích do pháo gây ra mà phải vào bệnh viện cấp cứu. Và sang qua bản tin thượng đỉnh NATO kết thúc hôm nay thì Phần Lan, Thụy Điển vào NATO sẽ đem lại những gì cho liên minh này? Vâng, hôm nay là thứ Tư, 12 tháng 7, hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay và chương trình nghị sự trong thượng đỉnh NATO lần này vẫn là cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như là vấn đề thảo luận một số hay là phải nói là một lộ trình trong tương lai để mà có thể kết nạp Ukraine. Đó, nhưng mà điều này có thể nói là nó đã gây tranh luận hay là gây chia rẽ không ít, bởi vì Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo NATO đã từ chối đưa ra một cái thời khóa biểu cụ thể mà chỉ tuyên bố là Ukraine sẽ gia nhập liên minh khi mà mọi thành viên NATO đều đồng ý, cũng như là những cái tiêu chuẩn được đáp ứng. Và điều này có lẽ đã khiến cho Tổng thống Zelensky của Ukraine không mấy hài lòng. Thì ông Zelensky được cho là đã có những cái cuộc gặp với Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo NATO ngày hôm qua thứ Ba cũng như là ngày hôm nay thứ Tư. Bên lề cuộc thượng đỉnh sẽ diễn ra những cái cuộc gặp như vậy thì chúng ta phải chờ theo dõi kết quả, xem có cái gì thay đổi hay không. Nhưng mà điều bất ngờ và rất là tích cực từ thượng đỉnh NATO lần này, thưa quý vị, đó là vào hôm thứ Hai thì Thổ Nhĩ Kỳ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với việc Thụy Điển gia nhập liên minh NATO sau hơn một năm mà nước này gọi là ngán đường và sau những vận động giáo diết từ phía chính phủ Joe Biden với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì Tổng thống Biden nói là ông đã sử dụng việc mà Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn mua 40 chiếc F-16 mới từ Hoa Kỳ để mà làm đòn bẩy thương lượng. Và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói về mong muốn của họ để mà gia nhập EU, tức là khối châu Âu, Liên hiệp châu Âu. Nhưng mà họ được cho biết là đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Và bây giờ có thể nói là cái vấn đề mà Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO coi như xong, thưa quý vị. Và đây phải nói là một cái quyết định có tính cách lịch sử và là một cái chiến thắng lớn cho khối NATO cũng như là cho cái nước lãnh đạo NATO, tức là Hoa Kỳ. Thì vào năm ngoái, xin ôn lại là 3 tháng sau khi mà Nga phát động cuộc xâm lăng Ukraine, thì cả hai nước, Thụy Điển và Phần Lan, đã từ bỏ quy chế trung lập mà có từ nhiều thập niên để mà xin gia nhập liên minh NATO. Thủ tướng Phần Lan là ông Sanna Marin đã nói là mọi việc thay đổi khi mà Nga mang quân vào Ukraine và rằng họ không còn có thể tin là sẽ có một cái tương lai yên ổn khi mà ở sát cạnh sườn Nga. Vâng, Phần Lan là có cái đường biên giới rất là dài, giáp ranh với Nga.
Trong khi đó thì Phần Lan và Thụy Điển, mặc dù là những cái nước có dân số tương đối là nhỏ, 6 triệu cho Phần Lan và 10 triệu cho Thụy Điển, nhưng hai nước này có thế mạnh về quân sự, họ có ngân sách quốc phòng khá cao và được trang bị võ khí hiện đại. Thụy Điển thì có vị trí chiến lược trong vùng biển Baltic, còn Phần Lan như nói là có cái đường biên giới dài 830 dặm, tương đương là 1.340 km chung với Nga. Đây được xem là biên giới giữa EU và NATO, và hầu hết khu vực này là nằm trong những cái khu rừng, những cái khu mà thưa thớt dân cư. Thưa quý vị, phúc trình năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết là hai nước này sẽ đóng góp chung cả thảy là hơn 150 chiếc máy bay chiến đấu cho Liên minh NATO, bao gồm là 96 chiếc JAS-39 Gripens và 62 chiếc FA-18 Hornet. Và đến cuối thập niên này thì Phần Lan dự định mua 64 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35. F-35, thưa quý vị, đây là những cái máy bay chiến đấu rất là tân tiến thế hệ thứ 5. Và Thụy Điển cũng chuẩn bị mua 2 chiếc máy bay Global Eye, tức là những con mắt toàn cầu. Đây là những cái hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm ở trên không, tân tiến hơn nhiều so với những cái máy bay I-3A cũ kỹ mà NATO hiện đang sử dụng để mà giám sát không phận châu Âu. Và Thụy Điển cũng sở hữu một lực lượng hải quân lành nghề với các tàu hộ tống lớp Visby và tàu ngầm lớp Gotland. Và những điều này sẽ giúp cải thiện khả năng của NATO trong việc ngăn chặn trên biển cũng như là bảo vệ các tuyến liên lạc ở trên biển. Thưa quý vị, đảo Gotland của Thụy Điển ở ngay giữa biển Baltic cũng được cho là sẽ gây phức tạp cho các hoạt động của hải quân Nga. Trong khi đó thì Phần Lan và Thụy Điển sẽ mang lại khả năng tác chiến trên bộ đáng kể cho Liên minh NATO. Phần Lan vốn sở hữu một trong những lực lượng pháo binh có năng lực nhất ở châu Âu với hệ thống hỏa tiễn M270 và hàng trăm khẩu pháo kéo. Và cùng nhau thì Phần Lan và Thụy Điển tự hào có 220 xe tăng chiến đấu Leopard đang hoạt động. Đây là còn một cái lực lượng phải nói là khá là hùng hậu, không có thua kém gì nước Đức, thưa quý vị. Và Thụy Điển cũng đã vận hành hệ thống phòng không Patriot mua của Mỹ kể từ cuối 2021, trong khi Phần Lan vận hành hệ thống phòng không có cái tên là NASAMS. Đây là hệ thống tương tự như đang bảo vệ cho thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và trong nhiều năm thì Tổng thống Putin, chúng ta biết là ông xem cái việc mà NATO mở rộng về hướng đông là một mối đe dọa sinh tử đối với nước Nga, bởi vì như vậy sẽ khiến cho Nga đối diện với những cái hỏa tiễn phương Tây gọi là ngay ở trước cửa nhà. Và với Phần Lan có một cái đường biên giới dài ngay sát sườn nước Nga, nhưng mà nay với cuộc xâm lược Ukraine dường như phải nói là khiến cho cơn ác mộng của ông Putin đã trở thành sự thật, khi mà NATO bắt đầu một cuộc mở rộng lớn nhất trong gần 2 thập niên. Thưa quý vị, các chuyên gia quân sự nhận định nói là với việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển, NATO sẽ hiện diện quân sự trên biển, trên không và trên bộ khắp vùng Baltic. Và trong tương lai, sau khi cuộc chiến Ukraine kết thúc, thì một đất nước Ukraine tự do, dân chủ, nối liền với Ba Lan, với Romania, với Phần Lan và các nước vùng Baltic, lúc đó sẽ tạo ra một cái không gian ở giữa Baltic và giữa Biển Đen, phải nói là một ảnh hưởng kinh tế và chính trị chưa từng có. Vâng, sang qua một bản tin về các phụ tá của Tổng thống Joe Biden tiết lộ chân tướng của vị Tổng thống nước Mỹ. Đây là tin từ báo The Hill, thưa quý vị. Các đối thủ chính trị thì gán cho Tổng thống Biden biệt danh là Biden buồn ngủ, Sleepy Joe, như là để muốn miêu tả một vị tổng thống mà họ cho là già nua, yếu kém năng lực cũng như là lẫn lộn. Nhưng mà nguồn tin của truyền thông như nói là The Hill cũng như là truyền thông Axios dẫn lời một số phụ tá hiện tại và phụ tá trước đây của Tổng thống Biden thì tiết lộ những cái điều phải nói là có thể là gây sốc hay là thú vị đối với một số người, là khác với hình ảnh trước công chúng mà ông Biden đưa ra như là một người đàn ông lịch sự, một người niềm nở, một gọi là Uncle Joe, một ông chú tốt bụng, thì đằng sau những cánh cửa đóng kín, Tổng thống Biden được cho là khá nóng tính và không loại trừ việc ông có thể văng tục khi mà nổi nóng. Và những câu mà ông từng nói
Đồ chết tiệt, làm sao mà bạn không biết điều này chứ? Và hãy biến ra khỏi đây ngay lập tức. Và câu này thường thường là đệm thêm chữ F chửi thề, hoặc là đừng có BS tôi nhé. BS là tiếng lóng, đừng có nói tào lao với tôi. Thưa quý vị, trong khi đó thì ở nơi công cộng, Tổng thống Biden tỏ ra khá cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Các bài phát biểu của ông thường chứa đầy những cái giai thoại dân gian để mà tạo hình ảnh một người đàn ông bình thường, xuất thân từ một gia đình trung lưu. Và trước khi vào sự nghiệp chính trị thì ông từng làm việc như một luật sư công để mà bênh vực pháp lý cho hầu hết thân chủ. Thời đó của ông là những người nghèo, những người da màu, những người sắc tộc thiểu số ở khu vực phía đông thành phố Wilmington. Đó là quê nhà của ông ở tiểu bang Delaware. Và những trải nghiệm này giúp ông có được cái sự đồng cảm cao với những thách thức mà giới lao động, những cái người trung lưu bình thường người ta đối diện hàng ngày. Tuy nhiên thì cẩn thận là một chuyện, nhưng mà đôi lúc khi mà gặp chiếc mic vẫn còn nóng mà không biết, thì cũng từng nghe ông Biden văng tục ở nơi công cộng như khi gọi Obamacare là Big F Deal, tức là một thành quả to lớn nhưng mà lại đệm chữ F vào đó. Hay là khi gọi phóng viên Fox News Peter Ducey là SOB. Đây là một tiếng chửi thề tục tĩu thưa quý vị. Và Tổng thống Biden được cho là có thói quen thẩm vấn gắt gao các phụ tá của mình đến mức mà một số nhân viên lo ngại. Đôi lúc họ tránh né gặp riêng ông. Tuy nhiên thì truyền thông trích dẫn lời nói của một số phụ tá nói là việc mà đối diện với cơn thịnh nộ của Tổng thống Biden, đây chính là dấu hiệu của một sự tôn trọng, cho thấy Tổng thống đặt kỳ vọng cao vào những người xung quanh ông. Và các phụ tá nói là việc mà bị Tổng thống la mắng trở thành như là một nghi thức ở trong tòa Bạch Ốc. Và nếu Tổng thống không la mắng bạn, có thể là dấu hiệu ông không tôn trọng bạn. Các phụ tá nói là ông ấy sẽ tra hỏi bạn về các chủ đề cho đến khi bạn không biết câu trả lời mới thôi. Và đây là thói quen mà một số người cho là một con người tỉ mỉ. Còn có người thì nói ông này lập dị quá đi. Và nếu có điều gì thiếu sót từ bản tóm tắt mà bạn chuẩn bị cho ông ta, thì Tổng thống sẽ tìm ra nó cho bằng được. Không phải là để làm khó bạn, mà muốn khai thác mọi ngõ ngách của vấn đề để mà đi đến một cái quyết định đúng đắn. Thưa quý vị, các phụ tá nói là hầu hết những người từng làm việc cho Tổng thống Biden đều thích việc mà ông thách thức họ, thúc đẩy họ trở nên tốt hơn. Và rằng để mà nói chuyện được với Biden một cách trôi chảy là một cái gọi là kỹ năng đặc biệt. Có thể mất nhiều tháng để mà chuẩn bị một cái cuộc họp với ông, bởi vì phải dự đoán trước những câu hỏi mà ông sẽ tung ra trong một cái cuộc họp như vậy. Thưa quý vị, theo lời của bà Jen Psaki, là cựu thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, từng nói là lần đầu tiên khi tôi bị ông ấy la mắng, tôi đã biết là chúng tôi sẽ có mối quan hệ làm việc tốt và đáng tin cậy. Trong khi đó thì theo lời Ted Kaufman, là tránh văn phòng lâu năm của ông Biden khi mà ông còn là một thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Delaware, thì Ted Kaufman nói là quy trình của ông Biden được định hướng bởi chính sách, tức là ông sẽ tùy theo chính sách mà ông sẽ theo một cái quy trình để mà ông làm việc với các phụ tá. Và điều này theo ông Kaufman khiến ông Biden trở thành một nhà điều hành mạnh mẽ. Thậm chí là một số phụ tá của Tổng thống Biden hiện nay lại cho rằng ông Tổng thống Biden nên đôi lúc cũng để lộ cái bản tính nóng nảy của mình trước mặt, hay là trước mắt công chúng, chứ không cần phải gọi là tốt khoe xấu che. Bởi vì có thể cái điều mà mình nghĩ là xấu thì người khác lại cho là nó thể hiện một cái sự mạnh mẽ, một sự nhiệt thành, một sự năng động, và có thể sẽ giúp giảm bớt những cái lo lắng của công chúng Mỹ về vấn đề tuổi tác của vị Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, trong khi đó thì gần đây có chuyện là Tổng thống Biden nói hớ vào hôm 28 tháng 6. Thì lúc đó là ông Biden muốn nói là ông Putin đang thua cuộc chiến ở Ukraine, nhưng mà ông nói lộn. Ông nói là ông Putin thua cuộc chiến ở Iraq. Đó, thì lúc đó là coi như là truyền thông, như là những cái đối thủ chính trị lại được thể công kích, nói là Biden buồn ngủ. Nhưng mà có lẽ là cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Vâng, chỉ hơn tuần sau, tức là vào ngày 7 tới tháng 7, lúc mà đi vận động tranh cử tại tiểu bang Iowa và nói về vấn đề di dân bất hợp pháp, thì đối thủ Cộng hòa của Tổng thống Biden,
trong cuộc chạy đua vào Bạch Ốc năm 2024. Lúc đó thì ông Trump thề là ông cấm, nếu mà ông đắc cử, ông cấm không cho những kẻ cộng sản và những kẻ theo chủ nghĩa Marxist vào đất nước của chúng ta. Đó là câu mà ông Trump muốn nói. Nhưng mà ông lại nói là I vow to deny entry to all communists and markers into our country. Đúng ra ông phải nói là communists and Marxists into our country. Đó. Nhưng ông lại nói là communists and markers thay vì Marxists. Và thay vì country thì ông nói là cunny. Nhưng khổ một cái từ cunny nó là một cái từ lóng, ám chỉ, xin lỗi quý vị, chỗ kín của phụ nữ. Cho nên nói lộn kiểu này đôi khi nó cũng nguy hiểm lắm. Và cho thấy là đâu phải bất cứ ai cũng có thể nói vấp, nói lộn. Và đâu phải có mỗi Biden buồn ngủ là nói lộn đâu nào. Và sau qua một bản tin về vấn đề hiện nay, thưa quý vị, thủy quân lục chiến Mỹ không có một vị lãnh đạo chính thức, lần đầu tiên xảy ra trong hơn thế kỷ. Cuộc phong tỏa từ một nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của tiểu bang Alabama đối với khoảng 250 sĩ quan cấp tướng của ngũ giác đài đã khiến binh chủng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ hiện nay có một cái khoảng trống chỉ huy, và là lần đầu tiên mà xảy ra sau 164 năm. Thưa quý vị, hồi đầu tuần này, ngày 10 tây tháng 7, thì tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là tướng David Berger đã chính thức nghỉ hưu. Và như vậy thì để lại vị phụ tá tư lệnh là tướng Eric Smith làm quyền chỉ huy cho đến khi mà ông Smith được chuẩn thuận ở tại Thượng viện. Thì lần cuối cùng mà thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chỉ còn có một quyền chỉ huy chứ không có một người chỉ huy chính thức. Đó là vào năm 1859, khi mà chỉ huy Archibald Henderson của thủy quân lục chiến qua đời ở tuổi 76, mà lúc đó không có người kế vị. Và hiện nay thì không rõ khi nào tướng Smith mới có thể được phê chuẩn, do vì sự ngăn chặn của Thượng nghị sĩ Tuberville trong vai trò là thành viên của Ủy ban Dịch vụ Võ trang Thượng viện. Thì Ủy ban này là có quyền phê chuẩn những cái đề cử của quân đội, thưa quý vị, mà ông Tuberville này được cho là đã thực hiện, hay phải nói là đã làm gieo đã 3 tháng nay rồi, để mà phản đối chính sách phá thai của Bộ Quốc phòng ban hành từ năm ngoái. Thì Bộ Quốc phòng năm ngoái ban hành một cái chính sách để mà cung cấp chi phí đi lại và nghỉ có lương cho quân nhân Mỹ mà phải di chuyển ra ngoài tiểu bang để mà tiếp cận những cái dịch vụ phá thai. Thưa quý vị, hiện nay Alabama đã thông qua luật cấm phá thai, được xem là một trong những nơi có luật khắt khe nhất toàn quốc, cấm gần như hầu hết mọi trường hợp, không cho phép luôn, không cho phép ngoại lệ cho những cái trường hợp hãm hiếp hay loạn luân. Và hiện nay cả lưỡng viện phải nói là đang chỉ trích Thượng nghị sĩ Tuberville, người ta cáo buộc là ông này dùng quyền hạn của mình tại Thượng viện để mà ngăn chặn quy trình xác nhận nhanh chóng cả trăm viên chức lãnh đạo quân đội Mỹ. Mà theo ông Tuberville, như nói là ông nói là ông làm cái điều này để mà phản đối chính sách ủng hộ phá thai của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên thì giới phân tích lại chỉ ra là có thể có một cái nguyên nhân sâu xa hơn, nguyên nhân khác. Đó là vào hồi tháng 5 thì chính quyền Biden đã báo hiệu cho ngũ giác đài và nói cho các nhà lập pháp biết là họ muốn đảo ngược cái quyết định di chuyển trụ sở chính của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, tức là US Space Command, từ tiểu bang Colorado qua tiểu bang Alabama. Thưa quý vị, trong những cái ngày cuối cùng của vị tổng thống tiền nhiệm, cựu tổng thống Trump, thì ông Trump đã đưa ra quyết định di chuyển trụ sở của US Space Command từ Colorado đến Alabama. Nhưng mà nay thì một số chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ muốn giữ Spacecom ở yên Colorado thay vì nhổ gốc rễ và dịch chuyển sang một nơi khác, mà họ cho là đây là sẽ một cái sự di chuyển sẽ gây rối cho sự vận hành của các hoạt động của Spacecom. Thì có lẽ là Thượng nghị sĩ Tuberville không có mấy hài lòng về điều này, bởi vì nếu như chuyển Spacecom về tiểu bang nhà của ông thì chắc chắn là ông sẽ được đi công trạng lớn với cử tri của tiểu bang, cho nên có thể là một cái đòn hỏa mù. Thượng nghị sĩ Tuberville sử dụng vấn đề phá thai như một cái cớ để mà áp lực chính quyền Biden phải nhượng bộ trong những cái cuộc thương lượng. Nhưng mà
hậu quả của mà ông đang gây ra cho nước Mỹ, đó là nguy hại đến an ninh quốc gia khi mà quân đội không có người chỉ huy chính thức, thưa quý vị. Và sau có một bản tin đến từ Việt Nam, công chức và viên chức nhà nước Cộng sản Việt Nam theo nhau bỏ việc vì lương không đủ sống. Thưa quý vị, nguồn tin nói là trang mạng của chính quyền Trung ương Việt Nam vào ngày 9 tháng 7. Đây là dẫn lại bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói là tình trạng mà công chức cũng như là viên chức nhà nước thôi việc và bỏ việc vẫn tiếp diễn mặc dù đã được tăng lương từ đầu tháng 7. Theo bản tin thì trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Nội vụ các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức và 12.002 viên chức, gộp chung là hơn 14.000 người để mà điền thế vào vị trí những công chức và những viên chức gọi là đã bỏ chạy trong khoảng 2 năm qua. Và Bộ Nội vụ nêu con số hơn 38.000 công chức và viên chức trong vùng máy nhà nước đã bỏ chạy từ đầu 2021 cho đến giữa năm 2022. Mà nguyên nhân chính là đồng lương quá thấp, không đủ sống, trong khi trách nhiệm và áp lực công việc thì quá nặng nề. Và số người bỏ chạy phần lớn là giáo viên và bác sĩ, cũng như là các y tá. Vào năm ngoái thì nhiều bản tin và bài viết trong nước đã phơi bày thực trạng của công chức cán bộ Cộng sản Việt Nam với đồng lương gọi là chết đói. Thưa quý vị, một bác sĩ ở trong nước sau 6 năm học và thêm 1 năm rưỡi thực tập thì mới được cấp giấy phép hành nghề, nhưng mà lại lương chưa được nổi 3 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm y tế. Tương tự thì lương của giáo viên cũng chỉ khởi đầu được hơn 3 triệu đồng, rồi sau đó mới dần dần được nâng bậc thì đỡ hơn một chút, nhưng mà phải mất nhiều năm. Và từ đầu tháng 7 thì lương căn bản của công chức và các viên chức ở Việt Nam được tăng từ khoảng 1.490.000 đồng, tức là tương đương khoảng 63 đô la Mỹ, lên thành 1.800.000. Thì phải nói là từ cái mức căn bản này, tiền lương nó sẽ được nhân với một cái hệ số tùy theo bậc lương. Nhưng mà dù vậy thì vẫn là một cái mức lương gọi là chết đói, trong khi vật giá tiếp tục leo thang và số công chức, viên chức mà nhà cầm quyền ở trong nước tuyển dụng vào phải nói là chưa được một phần ba số người bỏ chạy, thưa quý vị. Vâng, đây là một vấn đề mà chính quyền trong nước đang đối diện. Và sau qua thêm một bản tin xã hội đến từ trong nước về việc một cháu bé ở Quảng Trị đã mắc kẹt trong trụ bê tông làm móng cột điện. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 7, tin từ giới chức huyện Gio Linh ở Quảng Trị xác nhận nó là địa phương này xảy ra một việc khá là hy hữu khi mà có một cháu bé bị mắc kẹt trong lỗ rỗng ở trong một cái lỗ trụ bê tông làm móng cột điện. Cháu bé ở thôn Hà Trung ở xã Gio Châu trong lúc vui chơi đã làm rơi chiếc dép vào trong lỗ rỗng của khối bê tông, cho nên chui vào trong đó để mà lấy và bị mắc kẹt. Khi nghe tiếng kêu cứu thì người dân trong thôn đã cùng nhau sử dụng những cái dụng cụ phá vỡ khối bê tông và họ đã cứu được cháu bé ra. Khối bê tông nói trên là để sửa chữa lại các cột điện tại địa phương này. Và sau đó thì chủ nhân của dự án đã đến để thăm hỏi cháu bé cùng gia đình và yêu cầu nhà thầu phải bảo đảm an toàn trong tiến trình xây dựng. Vâng, cũng rất may là đây là một câu chuyện kết thúc có hậu. Rốt cuộc thì cháu bé đã bình an vô sự. Và trở lại với đất nước Hoa Kỳ, một bản tin cũng khá là thú vị về một buổi hòa nhạc ở dưới biển ở tiểu bang Florida. Thưa quý vị, các thợ lặn nữ mà đeo đuôi nàng tiên cá đã lặn xuống dưới nước để chơi các nhạc cụ trong một lễ hội âm nhạc thường niên ở dưới biển có tên là Lower Keys, tổ chức tại Low Key Reef ở Florida. Thật ra thì các nàng tiên cá không có thật sự chơi nhạc cụ dưới biển, bởi vì làm sao mà chơi được ở dưới biển. Mà họ chỉ cầm những cái đàn cho vui và cho oai vậy thôi. Bởi vì âm nhạc đã được một đài radio địa phương đưa vào khu vực qua những cái chiếc loa không ướt, những cái chiếc loa waterproof bố trí ở dưới biển. Những chiếc loa này là treo từ những cái chiếc thuyền đậu ở ngay trên mặt nước. Thưa quý vị, hàng trăm thợ lặn họ đã tụ tập để mà tham gia vào lễ hội này và để nghe những cái bài hát được chơi dưới nước. Và những cái bài hát bao gồm có như là Yellow Submarine của ban nhạc Beatles,
hay là Fins của Jimmy Buffett, và các bài hát trong phim Cướp Biển Vùng Caribbean và phim hoạt họa Disney Nàng Tiên Cá Nhỏ. Và sự kiện thường niên này nhằm mục đích là nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ Loki Reef. Đây là một khu vực của Florida Keys National Marine Sanctuary, là một khu vực được bảo vệ bởi vì khu vực này là có những cái dạng san hô mà cần được bảo vệ, thưa quý vị. Được thành lập vào năm 1990, khu bảo tồn này là bao gồm 3.800 dặm vuông vùng biển, bao gồm những cái dạng san hô mà chắn song song với chuỗi đảo Florida Keys dài cả trăm dặm. Và nhân bản tin về một lễ hội âm nhạc ở dưới nước mà do các nàng tiên cá chơi nhạc, thì xin đọc bài thơ Nàng Tiên Cá. Nàng bơi theo dòng xanh mát, vầng trăng đầy đặn sáng soi, nghịch ngợm nàng tung bọt nước, hòa cùng ánh trăng ngời ngời, rì rào biển nước long lanh, bóng mây theo dòng lai láng, ngọt ngào nàng cất tiếng ca, vọng đến đôi bờ dốc đứng. Vâng, cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc một ngày thật bình an và xin kính chào tạm biệt